Chào mừng tất cả các cô chú anh chị, chúng ta đã đến với bài tập ngày thứ 3 trong chuỗi hành trình yoga trị liệu dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm. Và trong 2 ngày vừa qua thì bạn tin chắc rằng mọi người đã có những cái kiến thức mới, những cái trải nghiệm mới để chúng ta không chỉ luyện tập để phục hồi phần lưng đang bị thương tổn mà chúng ta còn nâng cao sự hiểu biết của mình để chúng ta có thể tự bảo vệ mình, tự thay đổi những thói quen và từ đó thì cái bệnh lý nó mới được phục hồi một cách toàn diện. Và nếu ngày hôm nay là những ngày đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy video này thì nhớ rằng ở dưới phần mô tả đã có trình tự chi tiết đầy đủ các bài theo từng ngày. Cô chú anh chị hãy tập luyện theo từng ngày, từng ngày, từng ngày thì như vậy kết quả là mới đạt được hiệu quả cao nhất, được không ạ? Và trong bài tập ngày hôm nay, bài tập ngày thứ 3 là chúng ta sẽ thực hành các tư thế để tăng cường sức mạnh cho phần cơ bụng của chúng ta. Để đĩa đệm được phục hồi thì không chỉ là kéo giãn mà cái cơ xung quanh cũng phải được tăng cường lên, và đặc biệt đó là phần cơ bụng. Đó là lý do mà khi mà quan sát rất nhiều người bị thoát vị đĩa đệm ấy thì cái phần mỡ bụng nó cũng dày hơn rất là nhiều. Giống như hôm qua bài ngày 2 chúng ta có bài tập thử nghiệm là thử ấn ngón tay gồng cơ bụng rồi ấn ngón tay vào bụng mình xem độ dày của mỡ là bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy chúng ta phải cắt giảm cái chế độ ăn uống đi để tăng cường cơ trong cơ thể chúng ta lên và tăng cái lượng cơ nó khỏe hơn, nó mới bảo vệ cho cột sống lưng chúng ta một cách tốt hơn được. Chứ tập đến mấy mà bụng mà vẫn nhiều mỡ mà không có cơ thì không thể hỗ trợ lưng của chúng ta tốt hơn được. Rồi, ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Và bây giờ xin mời tất cả chúng ta hãy ngồi xuống, ngồi khoanh hai chân của mình. Ngồi khoanh hai chân. Chú ý nhá, những ai mà chúng ta ngồi khoanh chân mà cái đầu gối nó bị nâng cao lên, chéo lên như này thì chúng ta sẽ ngồi lên viên gạch để giảm bớt áp lực cho phần khung chậu và gối. Thì như vậy gối sẽ hạ thấp xuống thì chúng ta ngồi lưng nó sẽ thẳng hơn và nó sẽ dễ chịu, thoải mái hơn. Thì chúng ta nên mua viên gạch nhá, đừng tiếc. Mua viên gạch nó chỉ có một số tiền rất là nhỏ thôi, cả sợi dây nữa. Và chúng ta bắt đầu là ngồi khoanh hai chân. Hai tay đặt lên đầu gối, thả lỏng hai vai. Bắt đầu hít vào đẩy căng lồng ngực về trước, mím chặt môi, đẩy căng ra cổ lên trên. Hở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Lặp lại, hít vào đẩy lồng ngực về trước, đẩy căng ra cổ lên trên. Hở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Lặp lại, hít vào đẩy ngực lên, đẩy căng ra cổ lên trên. Hở ra, cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Hít vào thẳng lưng lên. Hai tay đan trước mặt nào. Hai tay đan trước mặt. Hở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Vươn tay về sau để kéo giãn toàn bộ vùng vai và cột sống. Hít vào trùng tay. Hai tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Hở ra đẩy tay ra xa khỏi lưng. Đẩy ngực lên. Hít vào buông tay. Hai tay vươn lên, tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Hở ra kéo tay vào sau đầu. Đẩy ngực lên nào. Hít vào buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Hở ra kéo tay vào sau đầu. Hít vào hai tay dang ngang. Hai tay dang ngang. Thở ra vươn tay phải lên nghiêng sang bên trái. Xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào nâng người lên, tay trái vươn lên, tay phải hạ xuống. Hở, xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên, hít vào, chúng ta lặp lại, hai tay đan trước mặt. Hở vươn, lật ngửa lòng bàn tay. Nhìn hàng nào, thả lỏng cổ ra. Thả lỏng cổ. Hít vào chung tay lại. Hai tay đan lại sau lưng. Hở ra, đẩy lồng ngực về trước. Đẩy tay ra xa khỏi lưng. Hít vào buông tay. Hai tay vươn lên. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Hở ra, kéo tay vào sau đầu.
Nhìn thẳng về trước. Nhìn thẳng về trước. Hít vào, buông tay, tay trái, giữ khuỷu tay bên phải. Hở ra, kéo tay vào sau đầu. Hít vào, buông tay, hai tay ra ngang. Tay phải vươn, tay trái hạ xuống. Hở nghiêng bên trái. Nâng lên, hít vào, tay trái vươn lên nào. Tay phải hạ xuống. Hở nghiêng bên phải. Nào, xoay đầu nhìn lên trên. Nâng người lên, hít vào. Lặp lại lần nữa, hai tay đan lại trước mặt. Hở vươn. Hít vào, trùng tay. Hai tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Hở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngược lên. Hít vào, buông tay. Hai tay vươn lên, tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra, kéo tay vào sau đầu, nhìn thẳng về trước. Hít vào, buông tay. Tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra. Hít vào, hai tay ra ngang. Hai tay ra ngang. Tay phải vươn. Thở ra, nghiêng bên trái. Xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào, nâng lên, tay trái vươn lên ạ. Thở ra, nghiêng bên phải. Xoay đầu nhìn lên trên. Nâng lên, hạ xuống. Rồi nếu chúng ta có gạch, chúng ta bỏ gạch ra. Chân trái ra ngang, chân phải co, động tác rất quen thuộc đúng không? Giữ lưng thẳng, hít vào thẳng lưng, hai tay đặt trước mặt, di chuyển nó sang bên trái. Thở ra, chúng ta tiến hai tay về phía gót chân trái. Chỉnh lưng thẳng, cổ và mang tay cách xa nhau. Giữ nguyên, hít thở chậm. Hít thở chậm. Mỗi lần thở ra, chúng ta vươn dài cột sống lưng và gập xuống một chút. Chú ý nhé, đừng để cuộn cong phần thắt lưng. Chúng ta giữ thẳng lưng. Hít thở chậm. Hít vào một hơi, chúng ta nâng lên. Thở ra. Đổi chân, chân phải ra ngang. Câu thần chú là lưng thẳng nhé. Thẳng là tính từ thắt lưng ấy. Hơi ưỡn bụng về trước một chút, nhấc cao cái cổ lên. Hít vào, chống tay trước mặt nào. Di chuyển nó sang bên phải. Đúng rồi. Thở ra, tiến hai tay ra xa. Với điều kiện chân thẳng và lưng thẳng. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Rồi hít vào một hơi. Nâng lên, thở ra. Chúng ta xoay người sang bên trái hoặc bên phải, tùy bạn. Và ngồi trong tư thế ngồi quỳ. Bây giờ chúng ta sẽ vào một tư thế khá là thú vị, có tác dụng thứ nhất là tăng cường sức mạnh cơ bụng và cơ bụng khỏe hơn, thì thắt lưng được hỗ trợ nhiều hơn. Tất nhiên nó sẽ tác động vào cả cơ đùi nữa. Tư thế được gọi là tư thế lạc đà, nhưng phiên bản này mục đích là tăng cường sức mạnh cho cơ bụng. Hãy quan sát khi ba thực hành trước nhé, vì các tư thế yoga rất là giống nhau, nó chỉ biến đổi một chút thôi thì tác dụng nó sẽ khác nhau. Và nếu chúng ta tập không đúng cách thì đôi khi chúng ta tập nó không hiệu quả, lại đau lưng nhiều hơn. Nguyên này bảo là sao tập kim ba tập xong chả đỡ gì lại đau lưng nhiều hơn, là chúng ta phải lưu ý tập đúng theo kỹ thuật kim ba hướng dẫn được không ạ? Mục tiêu chúng ta sẽ là siết cơ bụng giống như buổi hôm trước. Cách thực hiện này: hít đầy một hơi, hít xong chúng ta nghĩ đến cơ bụng,
siết cứng cơ bụng mình đã, sờ nó rắn lại. Tay chúng ta có thể đặt lên đùi, hoặc tay chúng ta có thể đan trước mặt như thế này. Nhìn thẳng về phía trước, không ngửa cổ. Sau đó chúng ta hơi đổ người về sau. Các bạn giữ nguyên này, toàn bộ phần thân gần như là giữ nguyên đúng không? Và chúng ta giống như là đổ toàn bộ về sau một chút thôi. Mục tiêu nó sẽ kích hoạt cơ đùi. Bạn sẽ thấy căng ở cơ đùi sờ rắn lại và cơ bụng rắn lại. Cơ bụng là phải chủ động siết, cơ đùi thì nó tự siết rồi. Sau đó nâng lên và thở ra. Tất nhiên nó sẽ hơi mỏi đùi và bụng, nhưng cố gắng lên, phải khỏe cơ bụng thì mới hỗ trợ được lưng. Lỗi sai ở đây là chúng ta không đổ về sau mà chúng ta lại uốn cong. Ví dụ nhìn cái ba người vẫn thẳng nhá, thì mình ngả về sau toàn bộ luôn, cả đùi và bụng. Nhưng nhiều cô chú lại như này, là ướn bụng về trước, mọi người lại đẩy phần bụng về trước này, là uốn cong, thì không phải nhá, đấy là biến thể khác. Và nếu biến thể đấy áp dụng cho bài này thì lại thành đau lưng. Tiếp theo nữa là lỗi sai là chúng ta cơ bụng nó yếu, chúng ta lại cố gắng ngả thật xa. Thì không cần thiết phải ngả xa này, chỉ cần hơi đổ về sau, cảm nhận cơ bụng và cơ đùi rắn lại là được. Nhìn thẳng về trước, không ngửa cổ, được không ạ? Không ngửa cổ. Rồi chuẩn bị. Ai đau gối thì để gấp cái thảm lại như thế này. Dạ, thì gối sẽ êm hơn. Đấy, gấp cái thảm lại, thảm này xịn. Chuẩn bị nào, dựng bàn chân lên, hai tay đan trước mặt, thả lỏng vai. Nào, thẳng người lên chứ, vào tư thế đã uốn cong người như này rồi. Hạ thấp lại, đẩy mông về sau một tí. Rồi, thẳng người lên nhá, thẳng người lên. Nhà có cái gương thì tốt. Bắt đầu, hít vào. Nào, nghĩ cơ bụng đã, chưa ngả, siết cơ bụng đã, xo rắn bụng lại đã. Rồi bây giờ đổ một chút thôi, gập đầu lại nhìn đầu bụng đi, gập đầu lại nhìn đầu bụng. Nâng lên thở, ngả một chút thôi nhá, mục tiêu là kích hoạt cơ bụng thôi, không phải cố gắng biểu diễn ai đâu ạ. Lặp lại. Hít vào. Nén thở, gồng cơ bụng lại, cơ bụng khỏe thì lưng hỗ trợ được, ngả một chút thôi. Gập đầu lại, gập đầu lại. Nâng lên thở. Rồi chuẩn bị. Hít vào. Gồng cơ bụng, nén thở. Ngả đầu về sau. Gập đầu lại, gập đầu lại. Gập đầu lại, đừng ngửa cổ nhé. Nâng lên thở. Không cần cố gắng ngả xa đâu, chỉ cần hơi ngả một tí thôi. Mình cảm nhận cơ bụng nó rắn lại là được. Hít vào, hít xong đã. Phải siết cơ bụng nhá, không thì trọng lượng sẽ dồn vào lưng nhé. Nào, đổ về sau một chút, gập đầu lại. Gập đầu lại. Nâng lên thở. Đôi khi người chúng ta chỉ hơi nhích nhích một tí thôi. Nào, hai lần nữa cố gắng nào. Hít vào. Gồng bụng, nén thở, gập đầu lại. Nâng lên thở. Lần cuối. Hít vào. Gồng bụng, nén thở, gập đầu lại. Nhìn vào bụng nào, nhìn vào bụng. Thôi. Nào, duỗi chân ra. Duỗi thảm ra. Bước trong thì thế quỳ, chúng ta xoay ngang, người đang ngồi. Động tác rất đơn giản, nó tập trung vào cơ bụng, nó làm khỏe cơ bụng trước của chúng ta. Và cơ bụng nó mới bảo vệ cho lưng nó. Các mọi người cảm giác giống như lưng chúng ta nó có một cái một đống dây, giống như mọi người hay đeo cái đai lịt bụng ấy, cái đai lịt bụng ấy, thì nó siết, nó bó bụng lại, thì nó làm cho cơ bụng được kích hoạt rắn lại. Lại hỏi khi ba có nên sử dụng cái đai này không, thì tất nhiên không nên lạm dụng quá nhá. Chủ động chúng ta phải siết cơ bụng, bảo vệ chúng ta hàng ngày đi đứng nói chuyện, thậm chí đang nói chuyện mọi người, cái bà vẫn đang siết cơ bụng này, vừa nói chuyện nhá. Bắt đầu mọi người chưa quen thì mọi người phải hít vào, sau đó mình phải nén, dùng suy nghĩ của mình để kích hoạt. Còn về sau quen rồi thì vừa nói cơ bụng vẫn rắn lại. Ok, chúng ta tiếp tục với tư thế ngồi quỳ. Ngồi quỳ. Nào, dựng bàn chân lên. Cố gắng nhá. Hai tay đan sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên. Tương tự như động tác vừa rồi, nhưng bây giờ khác là chúng ta sẽ tác động vào nhóm cơ bụng, nhưng mà cơ eo ở hai bên chúng ta, vị trí mà rất hay ngấn mỡ đây, sờ phát một bánh bèo mỡ đây đúng không ạ? Cách thực hiện này, hít vào đầy hơi. Nén thở, nín thở, ngừng thở đấy, siết cứng cơ bụng người mình lại, sau đó hơi nghiêng người sang trái một chút thôi. Nhưng mà nhớ cảm giác nó phải dán chắc cơ bụng, hơi nghiêng một chút, sau đó nâng lên thở ra. Được không ạ? Chuẩn bị nhá. Cố gắng lên. Nào, chuẩn bị. Hít vào, tay đặt sau đầu. Nén thở, siết cơ bụng lại. Nghiêng bên trái, cơ bụng càng khỏe, lưng càng phục hồi nhanh hơn. Nâng lên thở. Chỉ hơi nghiêng một chút nhá, không cần nghiêng nhiều đâu. Hít vào. Nén thở, gồng bụng, nghiêng bên phải. Nâng lên thở. Tốt rồi đấy, chuẩn bị. Hít vào. Nén thở, gồng bụng, nghiêng bên trái. Nâng lên thở, hít thở mũi nhá. Hít thở mũi. Hít thở vừa vừa thôi, mặt phồng hết cả lên này. Thả lỏng mặt ạ. Hít vào. Gồng bụng, nén thở. Nâng lên thở. Ok, hai vòng nữa nhá, khuyến mại thêm hai vòng nữa. Hít vào.
nén thở gồng bụng, nghiêng bên trái. Nâng lên thở, tiếp tục nào. Hít vào, nén thở, gồng bụng, nghiêng bên phải. Nâng lên thở, một vòng cuối. Hít vào, nén thở, gồng cơ bụng, nghiêng bên trái. Gồng bụng, gồng bụng. Nâng lên thở ra, mục đích chính của chúng ta là gồng bụng, còn nghiêng nhiều hay ít không quan trọng nhé, phải gồng được cơ bụng. Hít vào, nén thở, gồng bụng, nghiêng bên phải. Nâng lên thở thôi. Nhìn nhẹ nhàng như vậy toát hết mồ hôi đấy. Đang quay video cho mọi người mà hai cái đèn hai bên nó phả sáng để cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như thế này là cần phải rất nhiều ánh đèn. Nhưng mà nó toát hết mồ hôi rồi. Không biết mọi người có vã mồ hôi không? Nhìn rất đơn giản đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ xoay người sang bên và ngồi về tư thế đứa bé. Tách rộng hai gối ra. Tách rộng hai gối ra. Ngồi lên gót chân. Hai tay vươn ra xa. Vươn ra xa để kéo giãn lại cột sống. Cúi đầu xuống, trán chạm xuống thảm. Giữ nguyên ở đây và chúng ta hít thở chậm. Mỗi lần thở ra bạn cảm giác như mình đang lân hai tay ra, vươn dài hai tay ra xa. Nhắm mắt lại nhé, nhắm mắt lại và hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng vai ra, rồi chúng ta lân xa, ngón tay ra xa. Rồi hít vào một hơi, chúng ta lùi tay lại. Thở ra và co hai chân về phía trước. Co hai chân về trước. Bây giờ chúng ta nằm ngửa ra, nằm xuống. Nằm ngửa, nằm xuống. Điều khó khăn của mấy người mà bị thoát vị đĩa đệm thì tất nhiên chúng ta đều mong muốn có một vòng eo thon gọn đúng không? Săn chắc. Nhưng mà các động tác mà tập bụng vừa rồi ấy, mà chúng ta tập sai cách thì rất nhiều người đang bị cái tình trạng rất là sợ, đó là tập xong đau lưng nhiều hơn hoặc là thoát vị nặng hơn. Vậy thì khi bạn đã lựa chọn tư thế phù hợp nhất, và mọi người nhớ là phải tập trung vào việc siết cơ bụng, không quan trọng mình ngả nhiều hay ít nhé. Tập xong mình có cảm giác là mình có thể vừa nói chuyện, mình có thể gồng cơ được. Khi bạn kiểm soát được cơ bụng thì lưng nó mới khỏe lên được. Rồi chúng ta sẽ co chân lại, gót chân gần vào mông. Chúng ta tiếp tục tập cơ bụng với phiên bản dành riêng người thoát vị đĩa đệm. Bây giờ hai tay bạn vươn về sau, lòng bàn tay ngửa lên trên. Cách thực hiện như sau. Chúng ta phải hít xong đầy một hơi, nén thở, nghĩ đến cơ bụng, gồng cơ bụng lại. Rồi bạn nhấc tay của mình lên, nhấc đầu và nhấc vai của mình lên một chút như thế này thôi. Nhấc chậm thôi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vẫn nén thở và hạ xuống từ từ, thở ra. Được không ạ? Nó sẽ tập trung kích hoạt vào phần cơ bụng mà nó lại không bị áp lực quá lớn, vừa đủ để khỏe cơ lưng của chúng ta. Chuẩn bị. Nào, bàn tay ngửa lên. Hoặc là ngón tay chúng ta có thể móc vào nhau, bàn tay có thể đặt lên nhau cũng được. Bắt đầu. Hít vào. Nén thở, gồng bụng. Nào, nghiêng cơ bụng gồng lại. Nhấc vai và nhấc đầu lên. Người nó rung lên đấy, người nó rung lên đấy. Hạ xuống, thở ra. Tất nhiên nhiều cô chú anh chị là chúng ta nâng lên rất là vất vả đúng không ạ? Cảm thấy nặng không? Sức hút trái đất siêu nặng. Không sao cả, những một ngày tập cố gắng lên, chỉ cần hơi nhấc đầu lên một tí là được. Không nhất thiết phải nâng cao giống như Kiba đâu. Lặp lại. Hít vào. Nén thở, gồng bụng, nhấc đầu và tay lên, hạ xuống, thở ra. Chú ý nhá, phải siết xong cơ bụng đã. Nếu không siết cơ bụng mà cứ nâng lên thì nó sẽ dồn sức nặng vào xương và đĩa đệm, nó phản tác dụng đấy ạ. Chuẩn bị lại. Hít vào. Nén thở, nhấc tay và đầu lên, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Tập trung gồng bụng, nghĩ đến cơ bụng đi. Hạ xuống, thở ra. Chúng ta thấy người rung hẳn lên không? Lặp lại. Hít vào. Nén thở, gồng cơ bụng, nhấc tay vào đầu lên. Hạ xuống, thở ra. Hít thở sâu. Hai vòng nữa. Bắt đầu. Hít vào. Nén thở, gồng cơ bụng, nhấc đầu lên,
nâng đầu lên nhá, chứ không phải gập cổ đâu nhá. Hạ xuống, thở ra, lấy cái đầu giữ nguyên, chúng ta nâng cả vai, cứ phải gập mỗi cầu lên nhá, chứ không phải gập cằm chạm ngực đâu ạ. Một lần cuối nào, một lần cuối. Hít vào, nén thở, gồng cơ bụng, nâng vai lên, nào, siết cơ bụng, siết cơ bụng. Hạ xuống thôi. Giữ chân ra, nằm thở một chút. Phải cập cơ bụng khỏe. Thế mới bảo là cái vòng bụng chúng ta quan trọng như nào, ăn uống các thứ. Đặc biệt cô chú lớn tuổi ấy, không tập nhóm cơ này thì lưng nó rất là yếu, lại còn liên quan đến nhiều bệnh lý huyết áp và tim mạch nữa. Bây giờ chúng ta sang động tác cơ bụng cuối cùng, nó dễ hơn. Đó là chụm sát hai chân, giữ căng mỗi chân. Hai tay chúng ta vẫn vươn về sau. Cách thực hiện đơn giản đó là khi bạn hít vào đầy một hơi, bạn cảm giác như tay mình đó bị ai đó kéo dài ra. Chúng ta căng cả mũi chân ra, nén thở, gồng cơ bụng. Sau đó chúng ta tiếp tục như cũ, nâng đầu và tay lên, người lấy sẽ rung lên đấy. Sau đó hạ xuống và thở ra. Chính nhá, trong cả quá trình mà thực hiện, cái phần thắt lưng nó vẫn áp chặt xuống thảm nhé, chứ không phải là nghĩa là phần thắt lưng chúng ta vẫn chạm thảm, chỉ có phần thân trên là di chuyển thôi. Rồi, chuẩn bị. Hít vào, nén thở, gồng xong cơ bụng đã, cứ bình tĩnh. Nhấc đầu và tay lên, gồng bụng, hạ xuống, thở ra. Lặp lại. Hít vào, duỗi tay vào chân, nén thở, gồng bụng, nâng lên, hạ xuống, thở ra. Hai vòng nữa nhé, lặp lại. Hít vào, duỗi tay, căng mũi chân, gồng bụng, nén thở, nâng lên, hạ xuống, thở ra. Tập trung cơ bụng nhé. Bạn chắc rất nhiều lần phải siết cơ bụng, còn nâng nhiều hay ít tùy. Hít vào, nén thở, duỗi tay vào chân, gồng cơ bụng, nâng lên, hạ xuống thôi. Co hai gối lại, hai tay đan ôm lấy gối, giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng vai. Thả lỏng thắt lưng. Thả lỏng khuôn mặt. Hít thở chậm. Nào bây giờ gác bàn chân phải lên đầu gối chân trái. Tay phải vòng vào giữa hai chân, hai tay đan ôm lấy đầu gối chân trái. Giữ nguyên như vậy và tiếp tục hít thở chậm. Có thể nhắm mắt lại. Thả lỏng chân ra, thả lỏng vùng lưng, nào chúng ta đổi chân, gác chân trái lên đầu gối chân phải, hai tay đại đan ôm lấy đầu gối chân phải. Hít thở chậm. Thả lỏng cổ ra, đừng gồng cổ. Nào,
Co hai chân lại, mỗi tay giữ một cạnh chân với động tác quen thuộc. Hít vào, thở ra, thả lỏng khớp háng, dây đổ sang hai bên. Thả lỏng vai, thả lỏng vùng cổ. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng chán. Từ từ co hai chân lại. Chúng ta hạ chân xuống. Nào, co hai chân lại, cái gót chân cách xa mông tầm khoảng một gang. Thả lỏng ra để khớp gối đổ sang hai bên. Chúng ta giữ nguyên như vậy thôi và hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng toàn bộ vùng khớp háng. Nào bây giờ từ từ rút thẳng hai chân. Chúng ta sẽ đạp gót và giãn cơ lưng nhé. Co hết cơ bản chân lại nào. Chuẩn bị chưa? Hít vào hai tay đan. Vươn căng tay về sau đầu, đạp căng gót chân. Là đạp căng gót chân. Có hết cỡ bàn chân lại. Thu tay lại, thở ra. Lặp lại. Hít vào. Hai tay đan. Đạp căng gót chân, duỗi căng tay. Thu lại, thở ra. Thêm một lần nữa. Hít vào hai tay đan. Thở đẩy căng gót chân, duỗi căng tay. Ôi, thở ra, rất là dễ chịu đúng không ạ? Chúng ta co gối chân trái, nằm nghiêng sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Ngồi dậy. Hai tay chúng ta chống hai bên, chống bằng ngón tay, giữ lưng thẳng. Nào giữ nguyên, hít vào, thở ra, xoay đầu sang trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Thở bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở bên phải. Hít vào, xoay lại, vươn hai tay lên. Thở, hai tay chắp lại. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Và vừa rồi chúng ta kết thúc bài tập ngày thứ 3 trong chuỗi hành trình yoga trị liệu cho những người thoát vị địa đệm. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta tập trung chính vào phần cơ bụng. Thì bà rất là lưu ý, khi tập luyện không cần phải ngả quá xa, phải tập quá sức. Quan trọng là kích hoạt được cơ, kiểm soát được cơ, nghĩa là bạn kiểm soát được cái trạng thái cơ thể của mình. Và luyện tập điều đặn và di chuyển cuộc sống hàng ngày ấy, chúng ta tạo thói quen là siết cơ bụng của chúng ta. Và quá trình siết cơ bụng nó bảo vệ cuộc sống chúng ta một cách tốt hơn. Và như thường lệ, tập xong thì phải báo cáo đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta báo cáo theo cấu trúc là thành phố đang sinh sống, ngày bạn thực hiện, cảm nhận có cảm giác ngày hôm nay như thế nào, có khó khăn gì không, có cần gì hỗ trợ không, và thứ ba, ngay bây giờ cần đo chỉ số vòng bụng, đo tính từ rốn nhá, xem
chỉ số vòng bụng của mọi người là bao nhiêu, comment ngay bên dưới. Tí nữa lấy sợi dây đo xem là vòng eo bao nhiêu, mua ngay sợi dây nhá, để kiểm tra. Bạn phải comment xuống để bạn có cái ý thức là a, vòng bụng mình nhiều hay ít. Chỉ cần comment thôi, sau mỗi vòng lặp lại bạn thấy là vòng eo mình đã nhỏ lại bao nhiêu. Vòng eo nhỏ lại thì sức khỏe lại tăng lên, đúng không? Comment nhá, chỉ số, số đo vòng eo để xem ai sẽ có vòng eo nhiều nhất trong chương trình tập luyện của chúng ta, đúng không mọi người? Và hẹn lại mọi người vào ngày mai. Xin chào.